tác phẩm cũng rất là quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng. Và khi nhắc đến nhạc sĩ Anh Bằng thì chắc hẳn quý vị chúng ta cũng biết rằng ông là một trong những người nhạc sĩ tiêu biểu cho dòng nhạc đại chúng và hải ngoại. Và trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1975 thì ông được biết đến nhiều nhất với những tác phẩm do ông sáng tác và phổ nhạc. Và khi nhắc đến nhạc sĩ Anh Bằng thì chắc hẳn trong số quý vị ngồi đây không ai không biết đến một trong những tác phẩm để đời của ông, đó chính là nhạc phẩm Anh Còn Thở Em. Và trong đêm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị sẽ cùng thưởng thức lại một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Anh Bằng. Thưa quý vị, nhạc phẩm Mai Tôi Đi. Với nhạc phẩm này thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn và thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Duy Lộc. Duy Lộc trân trọng kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Nhưng dù sao nhớ những
rồi sẽ mơ muôn và nỗi sầu. Mình cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.